thắng trí đoạn trừ sắc thân tứ đại là vào cứu cánh lời phật dạy nhưng này égip san a thân này có sắc do bốn đại thành do cha mẹ sinh ra nhờ cơm cháo nuôi dưỡng vô thường biến hoại phân toái đoạn tuyệt hoại diệt cần phải được quan sát là vô thường khổ như bệnh như cục bướu như mũi tên như điều bất hạnh như bệnh trướng như kẻ địch như phá hoại là không, là vô ngã. Khi vị ấy quán sát thân này là vô thường, là khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã, thời thân, thân dục, thân ái, thân phục tùng được đoạn trừ, đoạn diệt. Kinh Trung Bộ tập 2, trang 350, Kinh Trường Trảo chú giải theo chúng tôi nghĩ tu theo phật giáo không phải khó cũng không phải tu tập cái gì nhiều nhưng cũng không dễ đấy các bạn ạ à. nếu các bạn không xưng năng chịu khó tu tập thì tu tập chẳng có kết quả gì kính thưa các bạn chỉ cần các bạn chịu khó một chút tư duy suy nghĩ cho thấu suốt lý chân thật của các pháp là chúng ta đã giải thoát ngay liền như trong kinh trường trảo dạy quan sát thân tứ đại để thấu suốt lý vô thường, vô ngã của nó, để thấu suốt lý khổ đau nhân quả của nó. Vậy dựa vào bài kinh này chúng ta có thể quán xét thân nhân quả. Thân này được sinh do vô minh của cha mẹ đắm chìm trong sắc dục nên mới giao hợp tạo duyên cho bốn đại, đất nước gió lửa kết hợp lại cùng với các từ trường của nghiệp nhân quả tạo thành thân ngũ uẩn. Trong thân ngũ uẩn có phần thân tứ đại thân tứ đại này khi sinh ra được mẹ nuôi dưỡng bằng sữa của mẹ nhờ cơm cháo nuôi dưỡng lớn dần thay đổi nên gọi là vô thường biến hoại phân toái và cuối cùng đoạn tuyệt hoại diệt vì thân tứ đại vô thường nên thường khổ đau như bệnh tật như cục bướu như mũi tên như điều bất hạnh như bệnh trướng như kẻ địch như phá hoại là không là vô ngã khi quán xét rõ thấu lý như thật của thân tứ đại, không có gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Thì thân muốn gì ta không làm theo, thân gặp chứng ngại gì ta không sợ hãi, do đó dục và ác pháp đều bị đoạn diệt. Dục và ác pháp đã bị đoạn diệt là ta đã biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc làm đã làm xong, chỉ còn một đời này nữa mà thôi. Kính thưa các bạn, nếu các bạn chỉ cần quán sâu hiểu biết rõ thân tứ đại như vậy và thấu hiểu nhiều lý vô thường, khổ, vô ngã của nó như thật thì dục và ác pháp không còn tác động vào thân tâm các bạn được. Chỉ chứng đó tu tập thôi thì các bạn cũng đã giải thoát sinh tử luân hồi, cần gì phải tu tập nữa? Phải không các bạn? Bài kinh trên đây tuy ngắn, gọn nhưng rất đầy đủ ý nghĩa tu hành giải thoát và chấm dứt luân hồi thấy sự lợi ích rất lớn và mang lại một nền đạo đức nhân bản nhân quả cho loài người. Chúng tôi không ngại khó khăn, không sợ gian lao, không lo nguy hiểm nên chú giải những đoạn kinh này để làm sáng tỏ con đường tu hành của Phật giáo và dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Nhờ đó, con cháu của chúng ta sau này không còn có một tôn giáo nào lừa đảo lừng gạt được. Đến đây. Chúng tôi ước nguyện những kinh sách này được phổ biến rộng rãi khắp nơi để mọi người sống có đạo đức, biết đoàn kết, biết thương yêu nhau, biết tha thứ cho nhau để đem lại sự an vui và hạnh phúc cho nhau. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Trích những lời gốc Phật dạy, tập 4, trang 309 đến 312. Nhà xuất bản Tôn giáo 2011.